Cô chào tất cả các em. Cô rất vui khi được gặp lại các em trong buổi học trực tuyến ngày hôm nay. Trước khi vào bài học, cô và các em cùng khởi động nhé. Quan sát vào màn hình, các em sẽ thấy cột A có các khối lập phương, cột B là các đoạn thẳng đã được chia thành các phần bằng nhau. Nhiệm vụ của các em là nối hình ở cột A tương ứng với hình ở cột b ví dụ cột a có hai khối lập phương cô sẽ nói với đoạn thẳng được chia thành hai phần bằng nhau ở cột b các em đã hiểu chưa nào bây giờ các em hãy dừng màn hình và cùng tham gia trò chơi nhé trò chơi kết thúc rồi cô và các em cùng kiểm tra kết quả nhé Chúc mừng các em đã có đáp án chính xác. Qua phần khởi động trên các em đều nhận thấy rằng số lượng của các khối lập phương sẽ biểu thị qua đoạn thẳng được chia thành các phần bằng nhau tương ứng với số lượng các khối lập phương. Nếu nhiều khối lập phương cùng biểu thị chung trên một đoạn thẳng được chia thành các phần bằng nhau thì điều gì sẽ xảy ra. Cô mời các em cùng tìm hiểu điều này qua bài học hôm nay. Tia số, số liền trước, số liền sau, tiết 1, sách giáo khoa toán trang 28-29. Cô giới thiệu với các em, đây là hai trang trong sách giáo khoa toán mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Yêu cầu cần đạt của bài học hôm nay là một Nhận biết được tia số 2. So sánh được các số dựa trên tia số. 3. Xác định được số liền trước, số liền sau trên tia số. Các em hãy quan sát vào màn hình, tính từ dưới lên, cô có số khối lập phương lần lượt là 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12. 0 khối lập phương tương ứng với điểm 0, một khối lập phương tương ứng với đoạn thẳng từ 0 đến 1, hai khối lập phương tương ứng với đoạn thẳng từ 0 đến 2, ba khối lập phương tương ứng với đoạn thẳng từ 0 đến 3, chín khối lập phương tương ứng với đoạn thẳng từ 0 đến 9, 10 khối lập phương tương ứng với đoạn thẳng từ 0 đến 10. 11 khối lập phương tương ứng với đoạn thẳng từ 0 đến 11. 12 khối lập phương tương ứng với đoạn thẳng từ 0 đến 12. Để biểu thị nhiều hơn 12 khối lập phương, cô sẽ kéo dài đoạn thẳng này từ vạch số 12 về phía bên phải và ở cuối cùng cô thêm dấu mũi tên. Đây là hình ảnh đoạn thẳng cô mới kéo dài. Cô giới thiệu với các em, đây là tia số Người ta đã dùng tia số để biểu thị các số. Tia số bắt đầu từ số 0 và cuối cùng có mũi tên. Trên tia số có các vạch đều nhau, mỗi vạch biểu thị một điểm thể hiện cho một số. Bây giờ cô và các em sẽ so sánh các số trên tia số nhé. Các em hãy quan sát tia số. Đọc cùng cô các số bên trái số 6. 0 1 2 3 4 5 Các em đều biết các số này đều nhỏ hơn 6 hay nói cách khác là 6 lớn hơn các số bên trái của nó. Đọc cho cô các số bên phải của số 6. 7 8 9 10 11 12 Các số này như thế nào với 6? Chắc chắn là lớn hơn rồi phải không nào? Vậy, trên tia số, số 6 lớn hơn các số bên trái và bé hơn các số bên phải nó. Vậy chúng ta có thể đưa ra kết luận. Trên tia số, mỗi số khác không, lớn hơn các số bên trái và bé hơn các số bên phải nó. Các em hãy lặp lại nào. Trên tia số, mỗi số khác không, lớn hơn các số bên trái và bé hơn các số bên phải nó. Các em cần ghi nhớ điều này để vận dụng vào giải các bài tập nhé. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng nhau xác định số liền trước, số liền sau trên tia số. Các em hãy quan sát số 7. Sát bên phải số 7 là số 8. Ta nói, số liền sau của 7 là 8. Nhắc lại theo cô nhé. Số liền sau của 7 là 8. Hãy quan sát số 8 trên tia số. Sát bên trái số 8 là số 7. Ta nói, số liền trước của 8 là 7. Các em nhắc lại nào. Số liền trước của 8 là 7. Vậy các em chú ý nhé, trên tia số, sát bên phải của một số chính là số liền sau của số đó sát bên trái của một số chính là số liền trước của số đó. Cô đã cùng với các em tìm hiểu về tia số, số liền trước, số liền sau. Chúng ta cùng bước sang nội dung thực hành nhé! Bài tập 1. Điền số thích hợp và dấu chấm hỏi Trong bài tập này có 3 câu A, B, C Trong câu A, trên tia số đã có sẵn các số 0, 1, 2, 3, 7, 8 và các số còn thiếu được đánh dấu bằng các dấu chấm hỏi màu xanh. các em hãy thay dấu chấm hỏi này bằng các số thích hợp nhé. các em hãy bấm dừng màn hình và làm bài vào phiếu bài tập nhé. cùng cô kiểm tra kết quả nào. chúc mừng các em đã tìm ra và điền chính xác các số còn thiếu trên tia số. Đọc lại cùng cô các số trên tia số nào. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Chúng ta sang bài tập tiếp theo nhé. Có những tia số dài quá thì người ta sẽ cắt ra một phần. Trong câu B, các em thấy chính là một phần của tia số đã được cắt đi phần phía trước từ số 0 đến số 87. Tương tự như câu A, các em hãy điền các số còn thiếu vào vị trí dấu chấm hỏi tương ứng nhé. Các em có thể dựa vào bảng các số từ 1 đến 100 để hoàn thành bài này. Các em hãy bấm dương màn hình và làm bài vào phiếu bài tập nhé.

trong câu c này các em sẽ tìm số liền trước số liền sau trong bài học các em đã biết trên tia số sát bên trái của một số chính là số liền trước của số đó sát bên phải của một số chính là số liền sau của số đó các em hãy quan sát câu a câu b để làm câu c nhé bây giờ hãy bấm dừng màn hình và làm bài vào phiếu bài tập nào cùng cô kiểm tra kết quả nhé. Chúc mừng các em đã có đáp án đúng. Các em hãy sửa bài của mình vào phiếu bài tập. Bài 1 đến đây là kết thúc, chúng ta sang bài 2 nhé. Bài 2 Em có thể dựa vào tia số để so sánh các số. nhiệm vụ của các em trong bài tập này là nhìn vào tia số và so sánh các số đề bài đã cho. Bằng cách điền các dấu lớn, bằng, bé, thích hợp vào dấu chấm hỏi. Cô ví dụ ở cặp số đầu tiên 37, 40. Khi quan sát trên tia số, hãy khoanh tròn vào số 37. Và em sẽ thấy số 40 nằm ở bên phải của số 37. Khi tìm hiểu về tia số, các em biết rằng mỗi số khác không lớn hơn các số bên trái và bé hơn các số bên phải của nó. Vậy là 37 bé hơn 40, ta sẽ điền dấu bé vào vị trí dấu chấm hỏi. Các em hãy quan sát tia số và so sánh các cặp số còn lại, điền các dấu lớn, bằng, bé thích hợp vào dấu chấm hỏi. Hãy bấm dừng màn hình và làm bài vào phiếu bài tập nhé. Cùng cô kiểm tra lại đáp án nhé. Đáp án của cô là 40 bé hơn 45, 46 lớn hơn 39, 39 lớn hơn 36, 38 bé hơn 41, 44 lớn hơn 42. Các em hãy kiểm tra và sửa bài vào phiếu bài tập nhé. Bây giờ chúng ta sang bài tập tiếp theo. Bài tập 3 đề bài yêu cầu như sau: Bạn Lâm viết một số có hai chữ số. Bạn Ngọc viết số liền trước hoặc số liền sau của số bạn Lâm viết. So sánh hai số mà bạn Lâm và bạn Ngọc đã viết. Cô ví dụ, bạn Lâm viết số 28. Bạn Ngọc viết số liền sau của số 28. Theo các em thì bạn Ngọc sẽ viết số nào? À, đó chính là số 29. Các em hãy so sánh hai số 28 và 29 nhé. Kết quả sẽ là 28 bé hơn 29. Vậy các em sẽ thấy là số liền sau sẽ lớn hơn số đã cho. Cô có thêm một ví dụ. Bạn Lâm viết số 36. Bạn Ngọc muốn viết số liền trước của 36. Các em hãy thay bạn Ngọc viết số này nhé. Bạn Ngọc sẽ viết số 35. Các em viết có giống bạn không nào? Mình cùng so sánh 36 và 35. Kết quả sẽ là 36 lớn hơn 35. Vậy chúng ta thấy số liền trước bé hơn số đã cho. Ở bài tập này, các em có thể rủ ba mẹ anh chị của mình sắm vai bạn Lâm và các em sẽ là bạn Ngọc để cùng nhau thực hiện nhé. Như vậy, các em vừa được học, vừa được chơi cùng với các thành viên trong gia đình của mình phải không nào? Trong bài học hôm nay, cô và các em đã cùng nhau nhận biết được tia số, so sánh được các số dựa trên tia số, xác định được số liền trước số liền sau trên tia số tiết học đến đây là kết thúc hy vọng bài học hôm nay sẽ giúp cho các em hiểu hơn thế nào là tia số số liền trước số liền sau nhé cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo nhé